chiều chiều dịch lội đâm sen, anh yêu tà áo nước phèn đồng quê. Út ơi, anh về rồi nè. Út ơi. Dạ, ai gọi Út vậy? Ủa, anh ba phải không? Đã bao năm cách biệt chưa về thăm nơi chốn xưa, nhớ những hàng dừa, nhớ Út vô cùng. Rằng em có nhớ anh chăng? Sao em biết được đã biển biệt tâm suốt mấy năm? Hỡi này anh ba ơi, anh được mấy cháu rồi? Chị ba chắc đẹp lại giàu sang có phải không? Út ơi, suốt mấy năm nay anh xa quê xa, Út là tìm kế sinh nhai, là tìm nơi lập nghiệp. Nay trở về đây là định rước Út đi nè. Ý trời ơi, anh ba nói giỡn hay anh nói đùa? Cái chuyện cưới xin là do cha mẹ định, mà anh ba nói giết Út sao hả anh ba? Út ơi, anh vẫn biết là cái chuyện trầu cau phải là cha mẹ hai bên thuận nhau đồng ý. Anh đến gặp em là để tìm hiểu kỹ, rồi thưa cha mẹ sang nhà mang quà hỏi bên nhà. Không có nói cho anh nghe cái gì sao hả anh ba? Sao em mà nói chuyện gì? Nói chuyện gì vậy hả Út? Thì nói là chuyện nợ duyên của Út đã xong rồi. Cô nói sao tôi nghe quá bồi. Thiệt với anh ba là anh đã đến trễ, cha mẹ đã hứa rồi, cái chuyện hôn nhân vẫn làm con đâu dám để cha mẹ băn khoăn, đành im lặng cho nói năng chi nữa. Cái tuổi xuân xanh có thì một thôi, còn chờ đợi gì mà bỏ lỡ. Rồi nở duyên em Út ơi, kể như xong rồi. Đời tôi sao quá nhiều khổ đau. Đừng có ban gian mà nói câu vô lý. Thôi đành vậy thôi, tôi suốt đời cô đơn. Anh ba.
nữa mà cất bước cho đành. Vậy chứ em biết phải làm sao khi anh đi biển biệt, ở quê nhà cũng tha thiết đợi mong mà nhớ đến con cách mặt xa lòng, nên em đành phải chẳng chờ trong chi nữa. Út ơi, tình của anh không còn nơi nương tựa, đành vĩnh biệt em kể từ bữa nay rồi. Thôi anh đừng nói chi, tiếng chia ly cho Út đây đau lòng. Tình yêu chân thành anh dành cho Út, vì quá yêu anh nên nói câu thử vậy. Xem anh mà ra sao, Út vui mừng ơi. Út nói vậy sao? Là sao hả Út? Anh thấy mừng mừng, sợ sợ lo lo. Có gì đâu mà anh phải sợ, phải lo. Thưa cha với mẹ cho hai ta vẹn tình. Em ơi, anh quá vui mừng, sẽ đưa xứng lẻ tưng bừng.